Cô chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những từ ngữ về lễ hội. Và bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng nhau củng cố lại kỹ năng đặt dấu phẩy trong câu. Và đó là tất cả những nội dung chúng ta được học trong tiết luyện từ và câu ngày hôm nay. Đó là bài từ ngữ về lễ hội, dấu phẩy. Và đầu tiên, cô xin mời các con hãy quan sát đoạn video sau và cho cô biết đoạn video đó nói về nội dung gì. Và trong đoạn video đó có những hoạt động nào nổi bật. Và đầu tiên, xin mời các con hãy xem đoạn video nào. Lễ hội Đền Hùng. Trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, từ nhiều đời nay, các thế hệ luôn luôn hướng tới một điểm tựa tâm linh thiêng liêng trong sâu thẳm tâm thức của dân tộc Việt Nam, đó là lễ hội Đền Hùng và Giỗ Tổ Hùng Vương. Đã từ bao đời nay, câu ca dao quen thuộc vang mãi trong tâm khảm của mọi người mỗi khi về thăm viếng mộ tổ và dự lễ hội Đền Hùng. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, khắp miền truyền mãi câu ca, nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Cũng như mọi lễ hội khác ở đồng bằng Bắc Bộ, ở lễ hội Đền Hùng gồm có hai phần, phần lễ và phần hội. Phần tế lễ được cử hành rất trọng thể, mang tính quốc lễ. Lễ vật dân cúng là lễ tam sinh, một lợn, một dê và một bò. Bánh chưng, bánh dày và xôi nhiều màu, nhạc khí là trống đồng cổ. Trong hội Đền Hùng, nhân ngày Giỗ Tổ có tiến hành nghi lễ hát thờ, tục gọi là hát xoan. Đây là một lễ thức rất quan trọng và độc đáo. Dân gian truyền rằng, hát xoan xưa kia gọi là hát xuân, và điệu múa hát xoan có từ thời Hùng Vương và được lưu truyền rộng rãi trong dân cư của các làng xã quanh vùng. Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày dâng lên vua Hùng được tổ chức hàng năm tại khu di tích lịch sử Đền Hùng để tỏ lòng biết ơn, tri ân công đức các vua Hùng đã tạo dựng nên một phong tục đẹp của dân tộc. Bánh chưng, bánh dày là biểu tượng của trời đất, được chế biến từ hạt lúa nếp thơm, một sản phẩm tiêu biểu của nghề trồng lúa nước có từ thời vua Hùng. Hai loại bánh đặc biệt này được gắn với tục thờ cúng tổ tiên, với tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng của dân tộc Việt Nam. Các con thân mến, trong đoạn video vừa rồi các con vừa xem, có nói về nội dung gì nào? Trong đoạn video các con vừa xem, có nói về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đúng không nào? Hoàn toàn chính xác. Và chắc hẳn các con còn nhớ câu thơ: dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, hay ta có thể gọi là lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc Giỗ, là một ngày lễ của Việt Nam. Đây là ngày hội truyền thống của người Việt, tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương. Nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào mùng 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, và được người dân Việt Nam trên toàn thế giới kỷ niệm với các con. Trong video vừa rồi có những hoạt động nào nổi bật? Trong video vừa rồi có những hoạt động nổi bật, đó là tế lễ, rước kiệu, dâng hương, thi gói bánh chưng, giã bánh dày, hát xoan. Vậy trong những hoạt động này, hoạt động nào thuộc phần lễ và hoạt động nào thuộc phần hội? Hoạt động thuộc phần lễ đó là tế lễ, rước kiệu, dâng hương. Vậy những hoạt động nào thuộc phần hội? Đó là hoạt động thi gói bánh chưng, giã bánh dày, hát xoan. Và các con hãy nhìn lại những hoạt động này nhé. Đây chính là hoạt động thuộc phần lễ trong lễ hội Đền Hùng. Hoạt động thứ nhất là tế lễ, dâng hương, rước kiệu, đúng không nào? Và đây là chính là hoạt động rước kiệu, nhìn ở một góc độ khác. Và tiếp theo cũng là hình ảnh rước kiệu đó các con. Và đây chính là những hoạt động thuộc phần hội trong lễ hội Đền Hùng đó các con ạ. Đang thi giã bánh dày, hát xoan, thi gói bánh chưng. Các con đã nhìn rõ chưa nào? Vậy qua phần tìm hiểu vừa rồi, các con hãy cho cô biết lễ là gì các con? Lễ chính là các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa. Và các con cũng cần biết được rằng
Lễ đôi khi cũng được tổ chức riêng, như lễ khai giảng là đánh dấu một năm học mới đã được bắt đầu. Lễ khánh thành nhằm đánh dấu một công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Và lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11 nữa đấy các con. Và các con thân mến, qua phần tìm hiểu vừa rồi, các con hãy cho cô biết hội là gì nào? À, hội chính là cuộc vui tổ chức cho đông người, dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt. Các con hãy nêu cho cô một số hội mà các con biết. À, đây chính là lễ hội đua voi ở Tây Nguyên mà các con đã được học trong tiết tập đọc hội đua voi ở Tây Nguyên, đúng không nào? Và các con hãy nêu thêm cho cô một hội nữa nào. Và chính là hội vật mà các con đã được học trong tiết tập đọc hội vật, đúng không các con? Và các con cũng cần nắm được là hội đôi khi cũng được tổ chức riêng và mang tính văn hóa vùng miền nữa đó các con ạ. Và bây giờ cô mời các con hãy quan sát tiếp nhé. Các con hãy cho cô biết đây là hội gì nào? À, đây chính là hội Lim. Hội Lim là một lễ hội của tỉnh Bắc Ninh. Chính hội được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm đó các con. Và được tổ chức trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Và hội Lim được coi là nét kết tinh độc đáo của vùng văn hóa Kinh Bắc. Và qua phần tìm hiểu về lễ và hội rồi, bây giờ một bạn có thể cho cô biết lễ hội là gì nào? À, lễ hội chính là hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội đó các con. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu một số lễ hội của dân tộc Việt Nam ta nhé. Và bây giờ xin mời các con đến với một số hình ảnh của lễ hội. Đầu tiên là lễ hội Chùa Hương. Lễ hội Chùa Hương hay chảy hội Chùa Hương là một lễ hội của Việt Nam, nằm ở Mỹ Đức, Hà Nội, trong khu thắng cảnh Hương Sơn, được xem hành trình về một miền đất Phật, nơi Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện tu hành. Đây là một lễ hội lớn về số lượng các Phật tử tham gia hành hương với các con ạ. Và tiếp theo, cô xin giới thiệu với các con, đây là lễ hội Đền Gióng. Là một lễ hội truyền thống hàng năm ở nhiều nơi thuộc vùng Hà Nội để tưởng niệm và ca ngợi chiến công của người anh hùng truyền thuyết Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam nữa các con ạ. Và tiếp theo, cô xin giới thiệu với các con lễ hội Chử Đồng Tử. Cứ vào trung tuần tháng 2 âm lịch hàng năm, du khách thập phương lại nô nức về dự lễ hội Chử Đồng Tử Tiên Dung, được diễn ra tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Đây là một trong 16 lễ hội lớn nhất của cả nước gắn với truyền thuyết Chử Đồng Tử Tiên Dung. Một tình yêu đầy lãng mạn giữa chàng trai nghèo họ Chử và con gái cô Hùng thứ 18 đó các con. Các con thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một số lễ hội ở nước ta nhé. Đó là lễ hội Tháp Ba. Và đây chính là lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Đền Trần, lễ hội Đền Gióng, lễ hội Chùa Hương và lễ hội Chử Đồng Tử. Đây là lễ hội Núi Bà đó các con. Và đây là lễ hội Cầu Mưa của người Stiêng. Và tiếp theo, tôi xin mời các con đến với hình ảnh của hội. Đầu tiên đó là hội thả diều. Các con hãy quan sát kỹ nhé. Có rất nhiều những cánh diều màu sắc rực rỡ khác nhau. Và có nhiều cánh diều đang bay trên bầu trời lộng gió, tuyệt đẹp phải không các con? Và xin mời các con đến với hình ảnh tiếp theo của hội. Đây là hội rằm tháng 8 đó các con. Hội này dành cho thiếu nhi. Và cô nghĩ rằng tất cả các con đều biết phải không nào? Và tiếp theo xin mời các con hãy quan sát hình ảnh hội đua ngựa. Và hội đua ngựa thường được tổ chức ở Bắc Hà vào đầu tháng 6 hàng năm đó các con. Và tiếp theo đó là hội chọi trâu ở Đồ Sơn, thường được tổ chức
ngày 8 tháng 6 hàng năm nữa các con. Và đây chính là hội đánh đu. Và tiếp nữa là hội khỏe phù đẳng. Và cô giới thiệu với các con một số hội ở nước ta tiếp theo. Đó là hội đấu vật truyền thống ở Bắc Ninh, hội Lim. Và các con thân mến, hội Lim thường được tổ chức ở Bắc Ninh vào ngày 13 tháng 1 âm lịch hàng năm. Hội Lim được coi là nét kết tinh độc đáo của vùng văn hóa Kinh Bắc. Và đây chính là hình ảnh hội đua thuyền. Tiếp nữa cũng là hội đua thuyền, rất đẹp phải không các con? Và tiếp nữa với hình ảnh đua thuyền thật là sinh động. Và các con thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với hình ảnh hoạt động trong lễ hội và hội nha. Nào, cô mời các con hãy quan sát tiếp. Đây là hoạt động ném còn, thi thổi cơm, nhảy bao bố, thi dệt vải. Đây là những hoạt động được tổ chức ở trong lễ hội hay là hội đó các con. Và tiếp theo, đánh đu. Cô nghĩ rằng các con đều biết về trò chơi này đúng không nào? Và kéo co. Một số hoạt động trong lễ hội và hội tiếp theo đó là chơi cờ người, hát trống quân, đánh đu và hát đúm. Các bạn lưu ý, vẫn là hình ảnh đánh đu nhưng với màu sắc khác phải không các con? Và cô xin giới thiệu với các con hát đúm, còn được gọi là hát nói, hát mở mặt, là một loại hình dân ca với những làn điệu đối đáp do nhiều người tham gia, được thực hiện phổ biến trong những dịp hội hè đầu xuân nữa các con. Và các con thân mến, tiếp theo để củng cố cho các con kỹ năng điền dấu phẩy trong câu, bây giờ chúng ta hãy đến với bài tập tiếp theo nhé. Em hãy đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu dưới đây. Với yêu cầu của bài tập này, các con hãy cùng nhau suy nghĩ và làm vào bài của mình nhé. Đã hết thời gian. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đưa ra đáp án nào. Và với câu A, chúng ta đã có đáp án đúng như sau. Vì thương dân phải chử đồng tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Chúng ta đã điền dấu phẩy sau từ dân. Vậy dấu phẩy này có tác dụng gì? Trước hết, các con hãy suy nghĩ và cho cô biết. Vì thương dân, đây chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi gì? Vì thương dân chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao đấy các con. Vậy dấu phẩy sau từ dân có tác dụng là để ngăn cách giữa bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao với hai bộ phận chính của câu. Các con đã nhớ chưa nào? Và các con hãy quan sát tiếp cho cô biết. Chử đồng tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân làm gì? Biết nào? Chử đồng tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Đúng nào? Và các con đã điền được dấu phẩy sau từ trồng lúa, sau từ nuôi tằm. Vậy từ trồng lúa, nuôi tằm và từ dệt vải là những từ chỉ gì? Từ trồng lúa, nuôi tằm và dệt vải là ba từ chỉ hoạt động. Rất chính xác các con. Vậy dấu phẩy sau từ trồng lúa và dấu phẩy sau từ nuôi tằm, hai dấu phẩy này có tác dụng gì các con? Hãy suy nghĩ và cho cô biết nào. Hai dấu phẩy này có tác dụng để ngăn cách giữa những từ cùng loại ở trong câu. Và các con nhớ, nếu như giữa các từ cùng loại có từ và thay thế cho dấu phẩy rồi thì chúng ta không cần phải điền dấu phẩy vào nữa nhé. Như vậy chúng ta cần nhớ được tác dụng của dấu phẩy. Thứ nhất là ngăn cách bộ phận trả lời câu hỏi vì sao.
với hai bộ phận chính trong câu. Và tác dụng thứ hai đó là ngăn cách các từ cùng loại đứng cạnh nhau. Các con đã nhớ chưa nào? Và tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô mong các con làm bài thật tốt. Cô chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con trong tiết học sau nhé.